Hôm nay chúng tôi bàn giao máy khoan đất Takeo TK2.5P cho khách hàng ở Đồng Nai sử dụng để khoan ô trồng tiêu. Hiện tại những khách hàng đang sử dụng máy khoan đất với động cơ 68cc, sử dụng mũi khoan đường kính 30, khoan đất đỏ ba gian, rất là nhiều rễ cây, đất cứng trồng cây lâu năm. Bà con có thể thấy là khoan rất là mềm. Đây là đường kính của hố thực tế. Khi mà khoan thì đất nó sẽ đùn lên trên khoảng 70%, còn 30% đất tơi xốp sẽ nằm lại ở dưới đáy hố để thuận tiện cho việc ra rễ của cây non. Máy Takeo được bảo hành chính hãng 12 tháng. Máy có thể sử dụng khoan được các mũi khoan đường kính 10cm, 15cm, 20cm, 25cm và 30cm. Phù hợp cho bà con có thể chọn lựa những dòng mũi khoan độ rộng với nhu cầu sử dụng của mình.